Giờ này và 800 người vô tu là một cái đạo tràng không đơn giản. Chắc chắn cũng có một không hai. Thường xuyên như vậy thì tuyệt vời quá. Ngày năm thờ tu. Tuy là nó không nhiều nhưng mà gom gom lại cũng được. Khi mình tiếp nhận Phật Pháp mình để ý vì sao chúng ta chọn đạo Phật để mình hướng theo. Đạo Phật hay đặc biệt ngay chỗ này nè quý vị. Chỉ cái đạo Phật dạy nhân quả ba đời. Cái câu mà đặc biệt tuyệt vời để mình giải những cái tâm đau khổ buồn chán và hận thù của chúng ta. Ngay cái câu Phật dạy câu này nè. Muốn biết nhân đời trước xem quả báo đời này. Muốn biết quả báo đời sau xem nhân đời này. Đây. Câu này là mấu chốt quan trọng. Để chúng ta theo đạo Phật thêm cái nữa là đạo phật dạy chúng ta từ từ phát tâm từ bi ăn chay trường ăn chay lạc là cái đặc biệt để dưỡng tâm dưỡng tính khi mình ăn chay nó dưỡng tâm dưỡng tính tuyệt vời lắm mấy vị hay vì để ý thì mình từ khi mình ăn chay trường luôn vì cho thấy là tâm tính mình rất là nhẹ nhàng con người đỡ tối đa về săn hẳn tính khí nó nhẹ nhàng dữ lắm mấy vị hay nên cái việc mà học Phật mà tin sâu nhân quả tuyệt vời lắm. Nó sẽ giải tỏa những cái hận thù quý vị cao độ luôn. Nên tại sao chúng ta chọn đạo Phật để hướng theo? Vì dạy nhân quả ba đời. Chỗ này là cái tuyệt vời. Thêm cái nữa là khi mình học Phật đó quý vị. Sẽ cho chúng ta một cái hành trang chuẩn bị. Nhớ kỹ nghe. Một hành trang chuẩn bị cho sự thành bại trong cuộc đời. À, câu này quan trọng nè à, đạo phật dạy chúng ta có một hành trang chuẩn bị cho sự thành bại về tương lai của chúng ta Nó. khi thành công thì cũng được nhưng khi đến thất bại chúng ta không đến nỗi quá hụt hẳn người tung hô thương yêu mình cũng được mà người khi bỏ rơi mình hết cũng không sao Tại vì sao? Vì chúng ta cứ làm tặng đáy lòng của mình là xong Nên Đạo Phật dạy chỗ này cực kỳ hay luôn Nên cho chúng ta những sự chuẩn bị hết cho quý vị ơi Thí dụ như bây giờ một người nào ở trong đây chúng ta Quý vị có một địa vị rất cao trong cuộc đời này trong xã hội Địa vị vật chất Sắc đẹp, quý vị có đầy đủ hết luôn Nhưng không ai dám bảo đảm chúng ta lâu dài mãi mãi được, à. nên đạo Phật cho chúng ta cái hạ cánh an toàn nhớ đạo Phật dạy chúng ta hạ cánh rất an toàn mà cái hạ cánh an toàn mà đạo Phật dạy chúng ta ngay cái chỗ vô thường vô thường dù hôm nay mình có trẻ chung mình có đẹp cỡ nào nhưng mà một ngày nào nhất định mình sẽ già hôm nay mình có thịnh vượng cỡ nào nhưng chắc chắn một ngày nào mình cũng đi đến cái chỗ là hạ cánh không thể nào mà mình thịnh hoài được đó quý vị ơi, à, nên nhớ kỹ cái điều này, cái thịnh phước đức là cái quan trọng nhất, cái thịnh niệm phật, cái thịnh hướng về thế giới Tây phương cực lạc, nên cái chỗ mà đạo Phật dạy chúng ta cái chỗ này rất hay để bản thân mỗi người chúng ta, dù bây giờ đang sống rất đầy đủ nhưng mình đang có một phương hướng hướng đến, giống như mình ở đất nước Việt Nam mà mình mình có điều kiện đi mình mình nghĩ có một cái quốc gia nào đó rất đặc biệt về mọi mặt luôn mình muốn đến cái chỗ quốc gia đó còn bây giờ mình học phật mình niệm phật thì mình muốn đến thế giới cực lạc tại vì có người đến cuộc đời này sớm muộn ai cũng phải chết đi vì vậy mình thấy từ ông bà cha mẹ của mình và mọi người bạn bè thân quen thì thấy rõ ràng không có nhiều người ta rất giàu nhưng mà đùng cái người ta chết bất tử có những người hôm qua chúng ta vừa gặp họ hoặc nãy mới gặp có thể ngồi với nhau nói chuyện vui vẻ nhưng mà tự nhiên họ gặp một tai nạn gì họ chết bất đắc kỳ tử rất rõ ràng luôn nên đạo phật dạy chúng ta về cái vô thường để mỗi một người chúng ta nhận thức được cái cõi đời này mà mình không quá nặng nề với cõi này quý vị thấy là những đức mà mới hôm nào quý vị thấy không những đức rồi tổ chức những chương trình những pháp hội những ngày chủ nhật cộng tu quý vị từng thứ bảy nào chủ nhật cũng về rất đông rồi quý vị thấy để ý mà mỗi năm gần tết tới đúng không những đức đều thông báo chương trình quý vị về ăn tết đâu ai cũng áo hức, ô tết hôm nay tôi về chùa để ăn tết vui vẻ vô cùng à, cũng nhiều năm chứ Nó, rõ ràng cái vô thường quý vị thấy không rất vô thường Rồi đùng cái những đức đến chỗ nào cũng không biết luôn <laughs> thấy chưa ho Chúng ta còn ngồi đây Còn nói chuyện Còn hướng dẫn nhau tu Điều này cũng mừng lắm à. Nó Đạo Phật đã cho chúng ta Cách hạ cánh rất tuyệt vời Không đến nỗi đi vào con đường hụt hẳn Và bế tắc Nó Thịnh cũng được suy cũng được Chúng ta vẫn duy trì được mình Phải sống cho đặc biệt Vì cuộc đời của người chỉ có mấy mươi năm ngắn ngủi thôi à. Những cái nhân viên mà những đức gỡ đến quý vị nó viên, viên nhiều lắm nào là những quyển lịch nào là đủ thứ thể loại đủ thứ pháp mà gỡ đến quý vị từ chia sẻ phật pháp, pháp mọi lời nói quá nhiều đủ thứ lời nói rồi máy niệm phật rồi máy nghe pháp rồi năng lượng niệm phật nghĩa là quá nhiều quý vị gỡ đến cho nhau hết rồi bây giờ dù mình ở đâu mình cũng duy trì cái cách tu thôi vì cuộc đời con người nó thật sự nó duyên hợp duyên tan không có cái tiệc vui nào mà không tàn Nhớ nghe Đó là cái mà đạo Phật hay đặc biệt tuyệt vời đó Giúp chúng ta hạ cánh Có những người người ta bây giờ đang thịnh vượng Người ta không thích nghe cái này đâu Nhưng mà nếu thoáng thoáng người ta nghe qua thôi Cũng là một cái tuyệt vời Để một ngày nào khi người ta gặp sự cố Người ta sẽ nhận thức lại à, à, Lúc trước nghe cái ông đó nói gì Mà tôi không có cảm nhận được không thích vì tôi đang thịnh vượng quá ông nói những điều vô thường làm tôi giống như bị bị bị, bị chặn ngang là cái cái chuyện mà thịnh vượng của tôi nhưng bây giờ tôi cảm thấy ông này ông nói nó có 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 lý đặc biệt bây giờ tôi thấy rõ ràng tự nhiên những người xung quanh tôi đâu hết những người tung hô tôi đâu hết có khi mỗi năm tết nhất đến nó bao nhiêu người đến nhà tôi họ lo lắng họ dọn dẹp họ thờ tôi còn đang thịnh vượng họ tự nhiên họ đến nhà tôi ai cũng muốn gần gũi tôi ai cũng muốn phụ giúp tôi những chuyện gì tôi chưa kêu thôi người ta đã nhào vô người ta làm rồi bây giờ tự nhiên tôi kêu người ta không làm à, nên mình sống trong cuộc đời này đạo phật đã dạy mình có nghĩa là như thế nào không phải đi nghi người khác mà phải tin nhân quả chúng ta được bao nhiêu người tung hô quý trọng thương yêu là cái nhân cái quả phù hợp đến lúc mà nhân quả đã xài hết về cái việc đó rồi thì nó trả trả lại cho mình cái mà mọi người xa cách mình, xa lánh mình hiểu chưa? Nên khi mình hiểu được nguyên lý này là mình đang hạ cánh đó quý vị. Hạ cánh rất là nhẹ nhàng, hạ cánh rất là thoải mái. Đây là cái 100%. Nên mỗi ngày mà được niệm Phật lễ Phật như Đức nói hay lắm. Vì cái niệm Phật lễ Phật là cái cái gọi là cái hành trang để tích lũy cho mình. Quý vị nhớ kỹ nghe tiền bạc vật chất, nhà cửa, người thân bạn bè, con người chúng ta lao theo chỗ đó bồi dưỡng có nghĩa là tổ sư nói rằng là con người cứ để già đi trong bận rộn mà bận rộn cái đó đó mấy ai buông xuống trước khi lìa đời là cái đó mình không buông xuống được nhưng mà đến khi cận tử nghiệp thì chúng ta lại không nhờ được những cái thứ đó à, Quý cái vị coi có những người người ta giàu người ta có tiền nhiều vô cùng nhưng mà người ta khi bệnh đau đến không thể nào bác sĩ giải quyết vấn đề sống cho người ta được nếu như thọ mạng đã đến lúc phải chết không? À, nhưng mà mình mỗi ngày tích lũy cái hành trang niệm phật khi cận tử nghiệp lạ thay có những con người rất là an nhiên, rất là tự tại Để người ta nhẹ nhàng, người ta ra đi nên Nhiều người dù không biết tu Người ta cũng nói câu nói gì nè quý vị Thôi còn sống á Nên thì sống cho nó khỏe đi Còn khi mà chừng nào mà đến chết thì chết phức cho rồi Không muốn làm phiền gia đình, vợ con Hay là chồng con gì hết chứ Quý vị coi nhiều người người ta không biết tu Người ta cũng nói câu đó đó quý vị Ta muốn còn sống thì người ta làm được việc gì để ý nghĩa cho gia đình Nhưng khi đến lúc mà chết Thì thôi chết đi đừng có làm phiền ai nhưng mà thật sự cuộc đời nó đâu phải như vậy đâu quý vị Nó đâu phải theo cái ý mình được như vậy đó Nếu mà là như vậy thì đâu phải là khổ trong cuộc đời này thấy không? Đến lúc mình cặn tới nghiệp bệnh đau vị thấy có nhiều người không Người ta nằm đau đớn, nằm khổ Người ta nằm giắt nằm dựa Ngước hướng hướng lên mà không chết Đây là những đức thấy rất nhiều người già Khi tuổi già rồi nên trong kinh vô lượng thọ Phật nói là muốn sống không được, muốn chết không yên rõ ràng không? Nên mình mỗi ngày niệm Phật lễ Phật mình dành chút thời gian niệm Phật lễ Phật rồi mình đi đứng nằm ngồi mình bấm số niệm Phật. Đây là cái hành trang tuyệt vời mà mình cầm theo nè quý vị ơi. Mà mình niệm Phật nó cũng phát cái thiện tâm nữa. Những cái việc ác với người mình không có dám làm. Cái việc dành việc, 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 việc của cải người ta mình cũng không dám nữa. Nó việc chồng việc vợ người ta mình cũng không dám nữa. Nó cái chuyện gì mà mình nói mà mình mình muốn chiếm hữu của cải người ta là mình không dám. Vì sao? Vì mình tính nhân quả. Nên quý vị biết rằng đạo Phật nếu dạy gì sâu về nhân quả đó nghe quý vị sẽ giúp cho cái xã hội chúng ta giúp cho đất nước rất là lớn luôn. Tại vì khi có người mà đã tin nhân quả rồi người ta sẽ không dám làm những cái việc mà tổn hại với người khác. Tại vì nghĩ cái đó làm tổn hại là ăn chợ mất cắt. Nên mình lấy của người ta là mình ăn chợ mất cắt, mình không dám. Nên vì thấy không tuy là cái lời nói hướng dẫn thôi nhưng mà nó làm cho con người ta phải nhận thức và tự nhiên mình nghĩ à, nó đúng nó phù hợp. Thì mình gieo nhắn mình gặt quả à đời này mình nghèo là do gì đời trước mình không biết bố thí cúng dường thí dụ tự nhiên mình hiểu cái nhân cái quả nó phù hợp tự nhiên bây giờ tự nhiên mình mình thấy người ta bị bị lũ lụt hay là người ta nghèo người ta khổ gì tự nhiên mình giúp người ta được người ta mình giúp thật sự mà nói giống như câu nói đơn giản thôi cho ra thì còn mà mình ăn thì hết nên cả đời những đức tu hành những đức mở cái tâm lượng những đức ra có nghĩa là những gì mình có mình mong cho người ta dùng được tại vì mình tin 100% trăm phần trăm phước duyên là điều rất là đặc biệt tuyệt vời nên mỗi ngày quý vị niệm Phật lễ Phật những đức một chút như thế. Nhưng mà lạ thay một chút lời nói này đó, nhưng nó làm cho quý vị có một cái cảnh tỉnh cuộc đời rất lớn vì cái vô thường. Nó quý vị nhìn những đức thì quý vị thấy cái vô thường nó đến rất là nhanh đấy chưa. mà trong khi thường ngày mình chia sẻ Phật pháp, những đức cũng nói rất là nhiều lần cho vị nghe đúng không? Nó rất là nhiều lần mà nó đến nó bắt giờ nó đến rất là nhanh luôn á. Có nhiều người mà nó toàn không nhận, nghe thầy nói thì nghe thầy nói nhưng không có chuẩn bị. Nhưng mà nó đến một cái rầm một cái kinh khủng thì vì vị thấy có những căn nhà người ta kiên cố vô cùng không? Rất là kiên cố. Nhưng mà tự nhiên sụp đất hay cái gì cái rầm áp xuống nó giống như hồi hồi sáng người đứa coi ấy, có một cái nhà ở đâu biệt ngoài biệt thự mà tự nhiên nó sập cái rầm ai ngờ không? Nó cũng kiên cố chứ. Nên nói là vô thường thì nó đến là nó đến liền. Nên có người đừng có nói mình còn trẻ chắc vài chục năm nữa mình mới chết chưa chắc. Nên chúng ta nghe đạo là chúng ta đang hạ cánh đó quý vị Nên bất cứ cái gì đến với mình là mình nói À cái ông đó ông nhắc mình hạ cánh đúng rõ ràng Đến rồi kìa à, Đến rồi kìa Không có thất vọng gì hết chứ. Thì tại vì sao vì tin nhân quả Nên đạo Phật dạy chúng ta tin nhân quả và hạ cánh an toàn Nên mỗi một người chúng ta nghe gì rồi Chúng ta sống trong cuộc đời này Hoàn cảnh có thay đổi như thế nào Nhưng lòng chúng ta hướng với ai di đạo Phật không thay đổi Đó là cái đặc biệt nhất chúc quý vị an lạc ai di đà phật ai di đà phật chúng ta hẹn gặp nhau cực lạc quý vị ơi ai di đà phật ai di đà phật ai di đà phật ai di đà phật